Ai Cập cổ đã có son môi nhưng được làm từ bọ. Người Ai Cập từ hàng ngàn năm trước đã biết điều chế mỹ phẩm từ các nguyên liệu tự nhiên. Như thời của nữ hoàng Cleopatra, người ta phải luộc và nghiền nát một loại bọ để tạo ra màu đỏ trong son. Thời kỳ này, phụ nữ bôi son cũng không hẳn là để đẹp mà là để thể hiện quyền lực trong xã hội. Nô lệ thời Ai Cập cổ hiến thân mình để dụ ruồi giúp vua. Người Ai Cập xưa từng phải chịu đựng đại dịch ruồi hoành hành, với số lượng thậm chí còn nhiều hơn ngày nay. Và vì khoa học kỹ thuật chưa phát triển, nên dù có là pharaoh đi chăng nữa cũng không có cách nào giải quyết chúng cả. Nhưng dĩ nhiên là họ sẽ không đứng im chịu trận rồi. Như pharaoh Pepi đệ nhị thậm chí đã bắt các nô lệ phải bôi mật ong lên cơ thể để dụ ruồi bâu vào, giúp vua ngồi nghỉ ngơi thoải mái hơn. Lăng mộ được trang trí xây như ở nhà, có cả đồ ăn vặt. Người Ai Cập cổ cực kỳ coi trọng chuyện mai táng và đặc biệt là cái gọi là cuộc sống sau khi chết. Họ tin rằng sau khi ướp xác, linh hồn người chết sẽ tồn tại vĩnh cửu và họ sẽ tiếp tục một cuộc sống giống như thời điểm trước khi chết. Bởi vậy, bên trong các lăng mộ thường được trang trí với các họa tiết như nhà ở thời xưa. Ngoài ra, khi khâm liệm, họ còn gửi theo rất nhiều đồ đạc như dành cho người sống, từ đồ ăn, thức uống, đồ trang điểm đến thú nuôi, thường làm mèo, thậm chí chôn sống cả nô lệ đối với những người có địa vị. Pharaoh rất dễ bị béo phì. Trong phim, tạo hình của các pharaoh thường hết sức chuẩn chỉnh, thân hình lực lưỡng, không xấu múi thì cũng cân đối, ngay cả các tranh tượng hình trong các tài liệu lịch sử cũng tương tự như vậy. Nhưng hóa ra các pharaoh ngày xưa cũng thích sống ảo lắm. Các nhà khoa học sau này đã thực hiện phân tích xác ướp thời xưa và nhận ra một sự thật. Hầu hết người Ai Cập cổ ở tầng lớp thượng lưu, đặc biệt là các pharaoh, thường thừa cân và có cơ thể không mấy khỏe mạnh. Lý do thì cũng giống như đa phần người hiện đại ngày nay thôi. Cuộc sống giàu có khiến các pharaoh thường xuyên ăn rất nhiều thực phẩm quá bổ, cộng thêm rượu và đồ uống có cồn. Tất cả đã khiến cho cơ thể của họ không được chuẩn như lịch sử ghi nhận. Không chỉ phụ nữ mới trang điểm. Thời Ai Cập cổ, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều trang điểm. Và theo các nhà sử học thì có 3 lý do. Đầu tiên, mỹ phẩm họ sử dụng được dùng để bảo vệ da trước tác động của mặt trời. Thứ hai, họ tin rằng thần Ra, thần mặt trời và thần Horus, thần bầu trời sẽ dõi theo và phù hộ những người có trang điểm. Và cuối cùng, họ cho rằng mỹ phẩm giúp các vết thương chóng lành hơn. Không rõ quan niệm của họ có đúng hay không, chỉ biết là mỹ phẩm của người Ai Cập xưa có rất nhiều hóa chất độc hại, bao gồm cả chì lẫn thủy ngân, nên tác hại gây ra chắc chắn là có rồi. Trẻ con không bao giờ mặc quần áo. Thứ duy nhất mà trẻ em Ai Cập thời xưa có là một cái vòng cổ. Ngoài ra thì không có quần áo, cũng không có giày dép. Quần áo chỉ được mặc khi đến tuổi dậy thì thôi. Các cặp đôi cũng sống thử như người hiện đại. Trong xã hội Ai Cập cổ, luật hôn nhân chưa được công nhận, vậy nên các cặp đôi đơn giản chỉ cần sống chung với nhau, lúc chán thì đường ai nấy đi. Tuy vậy, các tầng lớp giàu có thường thảo một bản hợp đồng liên quan đến tài sản sau khi chia tay. Ngoài ra còn có những bản hợp đồng hết sức cẩn thận. Trong đó nếu có vấn đề xảy ra, chẳng hạn cả hai không thể có con, họ có thể chia tay mà không có vấn đề gì. Đàn ông cũng đến kỳ. Người Ai Cập xưa tin rằng đàn ông cũng có kinh nguyệt, bởi lẽ nước tiểu của rất nhiều người đều có máu trong đó. Thậm chí những người không có còn bị xem là đang mắc bệnh cơ. Tất nhiên mọi chuyện đều có nguyên nhân. Cái gọi là kinh nguyệt đàn ông này là vì một loại ký sinh trùng mà rất nhiều người Ai Cập xưa mắc phải, mang tên sáng máng. Loại sán này lây lan do tiếp xúc với nước nhiễm khuẩn, có thể gây vô sinh, tiểu ra máu và khiến vô số người tử vong sớm. Cứ bị tố cáo là có tội.
Dù có một hệ thống luật pháp tương đối phát triển, nhưng xã hội Ai Cập xưa có một điều luật rằng bất kỳ ai bị tố cáo cũng sẽ bị coi là tội phạm cho đến khi chứng minh được mình là người vô tội. Và trong lúc chưa chứng minh được, họ có thể bị tra tấn, bị đối xử hết sức tàn tệ. Phụ nữ bị quấy rối một cách ngang nhiên giữa đường. Trong tài liệu của Herodotus, nhà sử học người Hy Lạp cổ, thì đàn ông Ai Cập xưa quyến rũ phụ nữ bằng cách huýt sáo. Theo đó, họ có tục lệ đi thuyền trên sông, cởi bỏ toàn bộ quần áo để khoe và huýt sáo với phụ nữ trên bờ. Và vì đó là tục lệ nên không có hình phạt nào sau đó cả. Đột nhập vào nhà bà cụ 82 tuổi sống một mình, tên trộm ẩn giật trong nhà gia chủ nhiều ngày, mở két sắt, ăn uống và ngủ nghỉ trên tầng 2 của căn nhà mà không bị phát hiện. Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố tạm giam để điều tra, xử lý đối với Trịnh Ngọc Duy, 21 tuổi, Thanh Hóa để làm rõ hành vi trộm cắp của tên này. Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận đã ở trong nhà bà Nguyễn Thị Hỏa, 82 tuổi ở Từ Liêm, Hà Nội để chờ thời cơ ăn trộm. Hắn tá túc trên tầng 2, nấu mì tôm, cắm cơm ăn uống rồi lựa thời cơ cậy cửa phòng của người thuê trọ nhà bà Hỏa, lấy được tiền và nhiều đồ ăn khác. Để tránh bị phát hiện, tên trộm đục két sắt trên tầng 2 ngôi nhà. Một người hàng xóm của bà Hỏa cho biết đã nhìn thấy Duy trên ban công tầng 2, nhưng ngờ tên trộm này là người nhà của bà Hỏa nên đã không để tâm. Anh Nguyễn Minh Sơn, 24 tuổi, huyện Từ Liêm, Hà Nội, cháu nội của bà Hỏa cho hay. Bà cụ 82 tuổi, mắt kém, sống trong căn nhà tọa trên khu đất rộng gần 200m2 một mình. Bà được con cái mang cơm ngày hai bữa. Bên cạnh căn nhà 2 tầng mà bà ở, còn có 2 phòng cấp 4 để cho thuê trọ. Chiếc cổng bằng gỗ ít khi được khóa. Theo phán đoán của anh Sơn, chắc chắn Duy theo dõi lâu rồi và biết bà cụ sống một mình nên đã đàng hoàng vào nhà ăn trộm rồi tá túc trong nhà. Anh Sơn cũng cho biết, việc tên trộm ở trong nhà nhiều ngày mới bị phát hiện xuất phát từ nghi ngờ của chính anh. Chiều ngày 25 tháng 3, khi đến nhà bà nội, anh Sơn thấy 2 cục nóng lạnh của chiếc máy điều hòa bị tháo dỡ nên hỏi bác gái ruột và người thuê trọ nhưng không ai biết. Hôm đó anh Sơn phát hiện trên tầng tum bình thường vẫn được khóa chắc chắn nhưng hôm đó cửa bị mở và có bóng người chiếu xuống cầu thang. Anh Sơn đã gọi anh trai là Hưng cùng sang nhà bà nội rồi lên trên tầng 2 để kiểm tra thì phát hiện gã thanh niên đang đúa đang cố phá chiếc máy sinh tố để cậy phần bằng đồng. Bên cạnh gã thanh niên, vỏ hộp, đồ ăn khô vứt đầy trên sàn. Hai anh em Sơn dùng gậy khống chế kẻ lạ mặt, gã thanh niên khóc lóc xin tha. Trong lúc chờ cơ quan chức năng đến giải quyết, gã thanh niên thừa nhận tên là Trịnh Ngọc Duy, 21 tuổi, ở Thanh Hóa. Biết bà Hỏa mắt mờ, chân tay chậm, hắn đã đột nhập vào nhà để trộm đồ. Duy ở nhà bà Hỏa đến cả chục ngày trước khi bị phát hiện. Ban ngày, hắn ăn ở trên tầng 2. Tối đến mang đồ đạc trong nhà gia chủ đem bán và lang thang trong các quán net ngay trong ngõ. Căn phòng trên tầng 2 nơi bác gái anh Sơn ở trước đó có để nhiều quần áo, vải vóc đã bị tên trộm lấy đi gần hết. Chiếc két sắt ở tầng 1 bị hắn khuân đi, còn chiếc két trên tầng 2 đựng giấy tờ, sổ sách gã đang tìm cách mở bằng cưa và tiếp sắt. Trong những ngày ẩn giật trên tầng 2 của ngôi nhà, hắn đàng hoàng nấu mì tôm, cắm cơm ăn uống. Theo trình báo của gia chủ, tài sản bị mất gồm 3 chiếc máy khâu công nghiệp, 2 bộ điều hòa, lò vi sóng, máy sưởi, quạt điện, nồi cơm điện, vải vóc, quần áo, chiếc két sắt. Sau vụ việc trên, con cháu cụ Hỏa thường xuyên qua lại nhà và dặn dò cụ khóa cửa cổng cẩn thận. Được biết, Duy là kẻ không nghề nghiệp và sống lang thang.